Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bó một bó hoa như thế này. Bó hoa này mình làm kích thước hơi bông hoa hơi to nhé. Đây mình sẽ cho các bạn xem hoa. Kích thước bông hoa. Ở đây mình làm 10 bông hoa. Đây là bó hoa mình làm để làm tặng sinh nhật của một bạn trai, tặng sinh nhật người yêu. 10 bông thì có ý nghĩa là theo mình biết thì đó là tình ta thập toàn thập mỹ. Nghe rất là hay đúng không ạ? Đây là mình làm 10 bông hoa to để bó thành một bó như thế này. Nhìn rất đẹp đúng không ạ? Và cũng thực ra là cũng không khó để bó đâu. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn ở clip này nhé. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu vào làm với những nguyên liệu mình cần chuẩn bị như sau nhé. Nguyên liệu chính thì các bạn cần là hoa, quan trọng nhất là hoa. Tiếp theo, mình giới thiệu hoa về hoa nhé. Hoa ở đây thì mình làm kích thước hơi to một chút so với bình thường. Thì là với bó này thì mình làm khoảng 9 bông. Đường kính nó sẽ khoảng, để mình xem nào. Bán kính thì đường kính nó sẽ rơi vào khoảng 7cm nhé. 7cm. Cái đường kính của hoa này, hoặc các bạn có thể đo nó rơi vào khoảng tầm một ngón tay như thế này. Đó. Các bạn ghép thêm lá này, làm đài này và gắn thêm hoa sao khô vào trong cái cành như thế này. Các bạn ở đây mình làm 9 bông, còn bạn nào mà làm kích thước hoa nhỏ hơn thì các bạn có thể làm 10 đến 15 bông nhé. Hoặc là không làm hoa này thì các bạn có thể làm hoa xoắn như thế này cũng được. Đây có các màu. Đây hoa xoắn như thế này cũng được. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bó bằng hoa hồng ghép cánh như thế này nhé. Thì 9 bông hoa với các màu các bạn tự chọn. Tiếp theo là ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gói bằng giấy gấm hàn không vân. Đây chính là giấy gấm hàn không vân. Hoặc là các bạn có thể tìm mua cái giấy, cái loại giấy gấm giấy khác ấy, giấy loại khác đều được nhé, màu khác cũng được, loại khác màu khác hoặc loại này màu này đều được. Đây các bạn chuẩn bị cho mình 4 cái tờ giấy này, kích thước 60 nhân với 30 cm, chiều dài là 60 và chiều rộng là 30, với một tờ 30 nhân 30. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần hoa trước nhé. Thì các bạn cái này thì do các bạn tự sáng tạo theo cái kiểu hoa nhá. Ở đây thì mình sẽ làm như thế này. Các bạn cần thêm duy băng nữa. Và mình sẽ dùng băng keo sáp để cuốn lại. Các bạn có thể dùng kẽm nhé.
tạm thời như thế cho nó. Chúng ta sẽ chỉnh sau. Ở đây mình làm 10 bông thôi, 9 bông. Các bạn sẽ phân tầng cho nó như thế này. Được chưa? Hoặc các bạn có thể cắm xoa le tùy thích, như thế nào cho ra một bó hoa nhìn nó đẹp là được. Thì đây có đẹp hơn không ạ? Hay là chúng ta sẽ để bằng nhé. Bó hoa này thì các bạn có thể bó để làm quà sinh nhật rất đẹp nhé, rất sang trọng. Để cho chắc chắn thì mình sẽ dùng thêm một đoạn kẽm xi, mình sẽ cột chặt lại. Bạn nào mà chưa biết làm hoa này thì có thể xem thêm các clip làm hoa của mình, hoặc có thể áp dụng với cách bó hoa này mà các bạn có thể bó với nhiều loại hoa khác nhau nhé, không nhất thiết là hoa hồng đâu. Mình thấy cái mẫu hoa này nó hôm trước mình vô tình nhìn thấy đó, mình thấy khá là đẹp, mà nhiều bạn cũng muốn mình làm dạy cái clip cắm hoa ấy. Thì hôm nay mình nhân tiện làm cho khách thì mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Thì ra nó cũng không quá khó. Với cái giấy mình đang mình sẽ hướng dẫn các bạn ở đây thì nó hơi khó tìm so với những cái bạn ở xa ấy. Bạn ở Hà Nội thì có thể qua Hàng Mã để mua nhá. Còn những bạn ở xa thì có thể dùng giấy gói hoa thông thường đều được. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh sao cho cái hoa nhìn nó không bị dính vào nhau á. Đây cái với theo cái cách mình bó như thế này thì mình sẽ làm, đầu tiên sẽ là một bông này, sau đó hai bông, sau đó ba bông và bốn bông. Nó sẽ hướng dần dần ra. Từ trên xuống dưới, và ở dưới sẽ nhiều hoa hơn ở bên trên nhé. Phần này dài thì mình sẽ cắt bớt đi. Đây các bạn có thể nhìn thấy sau khi mình đã cột chúng lại với nhau thì nó sẽ có hình dáng như thế này. Bây giờ vào phần chính nhá. Chúng ta sẽ vào phần chính là chúng ta sẽ bỏ hoa. Thì trước tiên là chúng ta sẽ dùng cái giấy 30x30 như thế này. Giấy lại 60x30 nhá. Chiều dài. Đây các bạn đặt thẳng như này cho mình. Cái bàn nó hơi bị chật cho nên là mình không. Các bạn gúng nhẹ tay lại. Dùng kẽm nhá để cố định lại phần hoa.
Mình sẽ xoay ngang để các bạn có thể nhìn rõ hơn nhé. Chúng ta đã xong được một phần. Tiếp theo chúng ta dùng thêm một tờ nữa. Kích thước 60 x 30. Các bạn đặt chéo như thế này. Đặt thấp hơn một chút nhé. Đây các bạn đặt như này. Đặt thấp hơn một chút. Cũng bó lại với cách tương tự. Các bạn khéo léo một chút. Đây. Và khi dùng tờ giấy thứ hai chúng ta sẽ được hoa như thế này. Tiếp theo chúng ta lại tiếp tục dùng tờ thứ ba. Các bạn cũng để lệch hai tờ này gần như là bằng nhau nhé. Các bạn không dùng kẽm si để buộc thì các bạn có thể dùng dây nhé. Nếu mà có kẽm si thì tốt nhất, tại vì là kẽm si nó sẽ cố định được cái phần mà chúng ta buộc, nó sẽ chắc hơn. Rồi, đây là sau khi chúng ta buộc 3 lớp giấy. Giấy 30 x 30 cm như thế này. À các bạn chú ý là ở giấy này nó sẽ có hai mặt. Đây là mặt trái và đây là mặt phải, nó sẽ đen và nó bóng hơn, thì chúng ta sẽ dùng cái mặt phải để chúng ta cho lên trên nhé. Đây các bạn, mình sẽ đặt như thế này để che bớt đi cái phần giấy nó hơi bị lộ ở đây nhé. Các bạn dùng tay khéo léo làm sao mà thế được. Cái đoạn này là mình cũng không được khéo lắm. Đó. Chúng ta lại dùng kẽm thì chúng ta buộc lại.
Sau khi chúng ta buộc xong phần giấy tiếp theo thì chúng ta sẽ được bó hoa như thế này, đã gần hoàn thiện rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nốt công đoạn cuối cùng, công đoạn ghép giấy cuối cùng nhé. Các bạn dùng hai tờ giấy kích thước 30x30 như thế này. Các bạn đặt. Đằng sau sẽ được có như thế này. Kẽm để chúng ta cố định lại phần cuối cùng. Chú ý là cái giấy giấm hàn này nó rất dễ nhàu nát, cho nên các bạn nhẹ tay thôi nhé. Còn nếu mà giấy kia các bạn làm thì cũng không quá quan trọng đâu. Thì chú ý là cái giấy hàn này nó hơi dễ bị nhàu nát, cho nên là các bạn cẩn thận nhẹ tay một chút. Mình làm cũng chả làm, cũng không để nhẹ tay lắm đúng không? Này nó cũng đã nát. Đây, sau khi chúng ta hoàn thiện được bó hoa thì sẽ có kích thước hình dáng như thế này. Phần này hơi dài thì lát nữa thì mình sẽ cắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến phần nơ nhé. Chúng ta sẽ làm nơ cho bó hoa. Các bạn dùng dây băng màu tím. Bốn vòng. Các bạn tùy các bạn nhé, muốn làm nơ to thì các bạn sẽ cho nhiều vòng hơn, tùy thuộc vào kích thước nơ các bạn mong muốn. Ở đây thì mình làm như thế này là vừa phải. Gập đôi lại, sau đó cắt phát hình tam giác hai đầu. Đây. Bạn cắt hình chữ V nhé.
chúng ta sẽ được một chữ nơ xòe bồng rất to như thế này. Tiếp theo, các bạn để ý là khi chúng ta buộc phần kẽm thì nó sẽ dễ bị lộ ở đây đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng phần duy văn che lại, dùng và đấy, sau khi che lại thì chúng ta sẽ không nhìn thấy cái phần kẽm chúng ta buộc nữa. Và công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ gắn nơ vào đây. Để ngay cho các bạn dễ nhìn nhé. Giữ một lúc. Như là mình đã để ngược rồi. Phần dưới di quanh chúng ta cũng cắt vát. Như vậy là bằng một vài thao tác đơn giản, chúng ta đã có được một bó hoa rất là sang như thế này. Cái màn hình nó hơi nhỏ cho nên là không thể cho bó hoa thì nó rộng toàn màn hình để các bạn có thể nhìn rõ được. Thì các bạn có thể mình đặt ngang như thế này để các bạn có thể nhìn hình rõ nhé. Thì với những cái bó hoa như thế này thì các bạn có thể ứng dụng được với nhiều loại hoa khác nhau. Hoa hồng, hoa tulip, hoa hướng dương hay là bất kỳ loại hoa giấy nào mà các bạn thích thì đều có thể được bó như thế này nhé. Hy vọng là với cái hướng dẫn không chuyên nghiệp của mình thì các bạn có thể phần nào làm được những cái bó hoa ưng ý như thế này nhé. Chúc các bạn thành công và có thể làm được nhiều sản phẩm hơn, và hy vọng là trong một mình sẽ có thể hướng dẫn các bạn một vài cách bó hoa khác nó đa dạng hơn nhé. Đây là cái cách bó hoa mình khá là ưng. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nhé.